hộp này là 100 tỷ. Thằng tiệm vàng nó mua rồi. Chiếu luôn. Ờ 100 tỷ này là kim cương. Cái tao kể nghe tao lụm được tao nó mua 100 tỷ. Gom lại trơn nó kêu tao biên đã đợi trơn cái nó biết sao không nó nói để già bữa nó giờ tao. Kim cương đá không? Ờ kim cương đá nó không có tiền cái nó nói tính nó bà mẹ mày không có tiền kêu tao biên chi ạ nó nói Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại thì đang có mặt tại An Giang và khu vực đang đứng đây là một cái bờ sông và ngày hôm nay đang muốn dắt cô bác anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Phía bên theo hướng tay của đăng chỉ ở đây là một cái căn nhà tạm bợ, phải nói không được một căn nhà nữa cả nhà, một cái căn trại rất là nhỏ được xây tạm bợ cặp bờ sông như thế này. Thì hiện tại ở đây còn có một cái người cô sinh sống ở đây. Và cái người cô này có vẻ là bị một cái vấn đề về tâm lý hay là bị một cái cú sốc tinh thần gì đó mà cô thành ra như thế này. Và khi mà nói chuyện với cô á, thì cô giống như là cô nói về tiền tỷ không ạ cả nhà. Có thể là một cái vấn đề về kinh tế hay là một cái cú sốc về tâm lý mà khi mà cô làm ăn hay là một cái sự việc nào đó khiến cô trở nên như thế này. Và bây giờ thì đang mời quý cô bác anh chị cùng đang trò chuyện với người cô thì mình đi thôi. Con thấy cô ở trong cái trại ở dưới chỗ Long Xuyên chứ mà đúng không? Không, đâu có, ở bên Thượng Giang. Dạ. Ở bên đó đó, rồi đất còn bên đó nữa rồi nha. Mới về đây cắt nhà ở đây, cái đợi ở ngoài này đợi cắt nhà rồi cái đất cắt nhà đã cái gái tao cho người ta mượn nhà. Một năm mới trả, tao ở ngoài. Còn cái đám mía bây giờ con tao không biết nó che gì bển nữa, tao bỏ bên đó tao chưa về nó để cho nó xây rồi về. Tại giờ bên Quảo xây hai ba cái chưa gầu nữa. Yeah. Ở dưới bến bến phà mày đi lên phía người ta trái còn kế cây xăng đó cái nhà trắng đó. Yeah. Đó còn gần gầu vậy đó. Có biệt thự đó, hả? Cũng như cái biệt thự vậy đó. Vậy? Ba hai ba lầu đó mà thấy không? Yeah. Mà cái ở trên nó làm vàng mà nó vàng con gái tao nó làm vàng đó cũng như là nó đen đen nó không được đẹp tao nó sao nó làm vàng đẹp nó làm vậy đi vợ cho miếng sợ. Chắc trên lầu đó mà thấy không? Yeah. Mà chưa có rồi. Rồi còn mà trên cái đường đó đi thẳng lên luôn bên tay mặt ở trên đó cái như là biệt thự ở nước ngoài vậy đó, cái nhà nước ngoài kiểu nước ngoài đó. Yeah. Cũng chưa rồi luôn nữa, nhưng bên đây hai ba cái nhà ngói đó xéo qua đó đó. Yeah. Nhà của tao nữa đó là gái tao nói mẹ xây xong cái đó là để cái đó tôi ở nhà đẹp lắm. Tao nói gì hả, cái nào đúng rồi ở trên thành phố ba cái hai cái cổng vàng. Yeah. Bề ngang 27 thước mà liền luôn nè, 27 27. Nó cũng xây gan tao mà nó không làm cổng vàng mà nó bỏ vàng ra, nó nói uổng vàng quá. Tao 10 chục trăm ngàn cây luôn, cái bắt đầu nó thấy cổng vàng đẹp quá cái nó vô nó ở, nó nói bà cho con ở đi. Rồi là rồi với nhỏ cháu mà gái tao thì nó đi thi đấu. Nhỏ cháu tao 7 tuổi Thúy An nó cũng thi đấu nữa, cái nó bà ngoại con ở nhà của bà. Yeah. Rồi nó vô nó ở cái thằng cháu thằng nhỏ nó bà ngoại con ở nhà của bà. Vậy là với thằng trai, thằng ngàn trọng nghĩa đó, thằng trai, nó nói tôi lên tôi ở nhà bà, 4 đứa ở nhà tao không, mà nó đứa hai cái gan vậy đó, 17 tầng lầu. Vậy là nhà cô nhiều dữ lắm hay nhiều hả cô? Ở thành phố tao, một cái biệt thự với cái cộng lại là ở cái chân thành phố đó, 7 cái nhà, nên tao nghe. Ghê vậy? Chỗ chân mình nên, mà cộng hết trơn là 7, là 1,070 cái. 1,070 cái nhà. 1,070 cái mới hồi Tết 1,000 cái à, bây giờ xây thêm 70 cái nữa rồi. Ôi ghê vậy, xây lâu vậy cô? Xây mày nói ở đâu cũng có chứ, ở Cần Thơ nè, ở Sa Đéc nè, ở Phong Mỹ nè, ở Cô Lãnh nè, rồi ở Đốc Vàng nè, ở Hồng Ngự nè, rồi ở Ba Găng gì cái gì ở đâu cũng có chứ mày. À. Rồi cái gì nè, khu 1 nè có nè, khu 2 nè, khu 3 nè, khu 4 nè, khu 5 nè, khu 6 nè, khu 7, chỗ nào cũng có chứ, đi đâu cũng có chứ. Ai nữa? 1,070 cái nhà. Ở đây là cái nhà. Cái này là cái trại, cái này cái trại. Là cái trại thôi phải không? Bằng đó bằng mày vậy. Là ở đây là ở cái trại chơi vui thôi. Bằng đó bằng mày đó. Rồi cái 1,070 cái nhà kia không? Không? Để làm gì? Không, vậy chứ nó tấp tấp xe đây thì chắc bằng mày tao nói thiệt mẹ vậy. Hả? 1,070 cái nhà kia cô để làm gì? Tao ở mà tao kể nghe nè, tao cắt nghe. Tàn là tao để tiền với để vàng không à. 5 cái sân bay. Là tao cho thằng trai cái sân bay ở nước ngoài, con cháu sân bay nước ngoài, tao còn sân bay nước ngoài với sân bay châu đốc của tao.
thành phố của cho nhỏ gái. Cháu có sân bay luôn. Rồi bên Đà Nẵng cho đứa cháu bên Đà Nẵng một cái nữa là cũng 6 cái sân bay là rồi. Mà tao tao hai cái. Cháu sân bay nằm đâu con? Mày kiếm không có được, khó kiếm lắm. Nó nằm tôi nói mày ha, tao đấu giá cái sân bay con, tao đấu giá rồi tao đi kiếm sân bay đấy, tao chạy xe đạp này là 4 lần, giết tay tao như miên luôn. Tao không biết sân bay đâu mà mấy đứa, còn tao về tao nói với mấy đứa thì nó đi hốt quá trời tiền mà sân bay ba không biết đâu, tao tới sân bay tao không biết đâu, tao lên tao tìm giết tao hỏi người ta không có chỉ gì chứ, tao không chỉ tao ra gì cái con tôi nói thôi bữa nào đi chở, đi tới bữa nay chưa chở đâu, nó hốt đem về cho ha. Hồi cũng vinh là nó giải, hồi cũng vinh nó giải là 10 xe tải tiền. Rồi bữa hổm nó ra hồi trong Tết nó giải 10 xe tải tiền. Giải đều hết trơn luôn nha, nó cho á. Giải đâu? Như là nó đi từ nhà nó thảy xuống bao nó cho người ta, tôi kêu cho người ta ngượng bao cho người ta xài. Bao có 100 à, bữa con lụm bao nè. Của cô là ở đâu? Có lụm không? Có lụm bao nè. Mà ở đâu? Ở từ nhà con cô đi á. Gãi với Vinh nó có quản không cô? Đúng rồi, nó gãi tiền anh Hải gì nữa, mấy bạn không biết lụm đó. Mấy bà đó giấy chấm tư à, không biết lụm mà, nhưng lụm rồi á. Ở đây ít thì mình đổi được, nhiều quá trời môn ra nước anh Hải ngoài. Mày ra ngoài mày sắm đồ, tôi nói mấy bà ơi đừng có lụm ra nước anh Hải cái sân bay tụi ngoài mấy bà ha. Ra ngoài bà hốt rồi bà đi sắm đồ, đem đồ tốt không đi về trong đây, chứ mình đem tiền về ở đây mất đổi ra xài mới được. Đâu, tiền đó là bắt đốt xài mới được chứ mà đổi ra xài cũng được luôn. Cái gì? Tiền đó đốt xài mới được. Đốt ra. Tao đổi đốt cái gì? Đốt xài mới được. Bữa lượm viên bao không đốt rồi còn cho mấy ông. Mày ngu trời ơi, sao mày đưa tao? Con cho mấy ông kia ở dưới chân luôn. Trời Phật coi, ngu trời. Một tấm là 1000 tỷ đó. Ngu. 1000 tỷ. Ừ, tiền trắng còn ra con tao nói gì nè. Sao bữa đó bà không lên mà bà lượm mẹ tôi gãi quá trời mà tao lượm tiền Việt Nam không, tiền đó nó ngu tao không lượm tao nói. Tại sao tôi ngu chở mấy kia nói vậy nè, đem về á quá nhiều đổi tiệm vàng nó không đổi cái, tôi nói trời ơi mày ngu mày lên thành phố mà đổi đất nó từ từ ai mà đổi một lượt một tấm là một ngàn tỷ mình xài rồi, tấm đó mình đổi nữa đổi chi nhiều quá trời á. Một tấm 1000 tỷ mình đổi ở ngân hàng nào? Ở không có đổi ngân hàng mà vô tiệm vàng á. Tiệm vàng biết không? Tiệm vàng của Lão Vương đúng không? Tố My á. Lão Vương, tiệm vàng Lão Vương đổi mới có tiền, một tấm 1000 tỷ chỉ có tiệm vàng nó đổi mới có thôi. Ai biết đâu. Ủa cô, còn 1000 tỷ nó xài được bao lâu mới hết cô? Trời ơi, 1000 tỷ nó xài biết nào hết, nhiều lắm trời. 1000 tỷ mà tao có độ 1 lần á. Cỡ này cá 1000 tỷ không nghe, chứ một lần tao cá nhiều lắm. 100 ngàn tỷ, 100 ngàn lần không? Hôm hôm mày nghe tao cá không? Tao ăn được 1000 tỷ ngàn lần. 1000 tỷ ngàn lần. Rồi 1000 tỷ riêng là tăng 1000 tỷ là tăng 5 lần. Tao cho ăn hai nhỏ gái nè, hai đứa cháu là 3, thằng trai nó 4. Rồi tao cho nhỏ cháu kia tao ăn, tao cho nó lợi nữa là 5 đứa. Con cái gì mà ăn dữ vậy? Thì mấy ông giám đốc rồi cá với tao, không nó có đốc với ngoài nước ngoài. Thí dụ như cá mình nói đúng mình không nói sai là mình ăn. Thí dụ như tao đi đâu về tao lụm cái gì đi, thí dụ tao lụm vàng, thấy cục vàng bự quá gì kìa, lụm về cái nó tao ăn cắp à. Cái tao nói tôi không ăn cắp, vậy tôi với ông cá độ, cái ông nói gọi 1000 tỷ đó miễn á tao lên trời tao dòm xuống. Mà thí dụ như bên cấp đây là bị thua tao 1000 tỷ đúng rồi, mà ông cá tao đi lụm vàng giết ha, tao là tao ăn hoài luôn vậy đó, ăn vì tao đâu có ông cấp, thử ra tao ăn không cái một nó thua không, giám đốc thua tao không, rồi ông cá gì nè thì còn ông cá gì sao ăn. Tao ngủ đâu 4 giờ thức dậy cái nói ông cá chặn đó tao ăn hết tài sản luôn à. Tao nói mày lấy thằng Hải, cái tôi nói Hải nào mà Hải thì thằng Tùng đó, con nó tình Hải mà cháu ruột của tôi, cháu của tôi thứ tư nó thứ năm con đó. Tôi nói ông nội ơi, nó là cháu tôi mà tôi lấy gì ông ấy. Mà tao nói phải lấy Hải, bây giờ phải cá độ tao. Cá làm sao? Ăn hết tài sản. Trời mà coi ăn hết tài sản, ông thấy tài sản tôi nhiều quá cá. Và thằng đó thì nó bằng cũng gái tao à, 31, 32 tuổi gì đó. Hết tài sản cái ông biến lên trển ông giờ. Ông nói tôi thua rồi, bị không có lấy. Tôi nói vậy sao? Ông nói tôi lấy mà lúc trước thì chưa ăn hết tài sản nha. 100 ngàn tỷ, 100 ngàn lần. Ông nói tao hay lấy công an, lấy gì lên, ông thua hoài, thua quỷ á. Đụng người nào cũng nói tao lấy mà không có lấy người nào. Tới cuối cùng ăn hết tài sản đó, tao lấy cháu tao không có rồi, thôi ông thua. Rồi ông thua rồi, biết sao? Ông thua giết kệ à. Ông nói chết mẹ, tao nói tao ăn nó giết nó còn lùn không, mà giờ tao còn gặt không. Tao nói, ông nói gì vậy? Hai ba bữa nữa tao ăn mày còn lùn không. Tao nói hai ba bữa tao ăn còn gặt không, làm tính không? Thiệt tình có hai bữa sao tự nhiên tao ăn còn ông hết trơn luôn. Ông nói rồi chết mẹ tao còn cặc không, muốn tao tự dặn tao chết tao tưởng ông là ông hết trơn thì ông tự dặn chết tội nghiệp ông. Tôi nói thôi bây giờ ông hết tiền rồi ông vô sân bay tôi ông hốt đỡ ông xài đi.
rồi rồi ông ở cái nhà đó bị tôi lấy hết nhà rồi sao ông ở, ông ăn ăn mười mấy cái nhà mà cái nhà là chín tầng lầu, mười tầng lầu, cái nhà là đựng tiền là 10,000 bao, 10,000 bao, cái nhà ngay Trăng Hòa Hảo đó, Trăng ngã tư Hòa Hảo đó, nhà lớn thiệt lớn đó là ăn của ông luôn, ừ rồi ăn dài lên tôi đốc của ông hết trơn vậy, cái ông hết nhà, mà tại vì ông cắt nước ngoài Việt Nam ít cắt lắm, cái tao tưởng ông hết, ông khôn, ông giấu bển nước ngoài ông còn, nước này ông còn, ông tới 4-5 nước gì đó, cái bắt đầu ông rồi tự dặn chết cái ông nói gì đó, cái tôi nói thôi bây giờ cái sân bay của tôi cho ông giữ đó, rồi ông cá độ với người ta nhỏ nhỏ đi, rồi ông có lỡ thua ông hốt cũng được đó, từ từ ông gầy vốn lại, không có nhà thì ông hốt ông cắt nhà, mình tưởng vậy thôi, cái bắt đầu ông cũng cá nhỏ nhỏ vừa đi, cái tới chừng nào ông cá biết cái ông thua cái này cái ông hại tao, cái bắt đầu tao hại ông lại ông chết, cũng như là ông cá tao hỏi mày chứ ông cá tao cắt nhà ông nói bây giờ tao cái với mày cái hầm cầu bây cắt không đụng đất, cái tôi nói hầm cầu phải đụng đất, ông không đụng đất, cá đã đời cái hỏi mấy thằng làm hồ chứ còn cắt cầu mà có đụng đất không, mấy thằng hồ nó nói ông nội ơi cầu mà sao không đụng đất, đụng chứ đạo dưới tới nhỏ em dâu tôi nói đạo dưới tới mấy cái thước ở dưới nữa mới tạm cầu dưới á, cái ông nói không có, rồi cái bắt đầu ông thua, thua thôi đi thua độ đó thôi, cái ông tức quá cái tối ông cá nữa tao nói không đụng đất, tôi nói đụng đất bây giờ ông tin ông lặn xuống dưới cái ông kêu ông lặn xuống hầm cầu ấy, hầm cứt á, ông lặn xuống hoài là mò ở dưới là không có đất mà có xi măng, ông nói sao tao mò hoài không có đất, rồi đã đời lên cái chỗ ông cái ông tức ông thua tức quá ông nói sao cứt ai vậy thúi quá, cái ông nói gì tôi nói cứt thì thúi chứ không lẽ thơm, ông nói vậy mà cứt tao thơm, tôi nói vậy rồi mai mốt gì ông lặn hầm cầu ông coi, ông nói ừ mai mốt tao lặn hầm cầu tao, nói vậy đó bắt đầu tôi cười hoài, cái bắt đầu ông thua cái ông tức, ông nói thả cọp đang cho xuống đang ăn thịt tôi, thả cọp cái bắt đầu tôi nói, lấy phép biến tôi biến cọp, ông chết nhóc trơn cái ông không thả được, lặn cọp nhảy ngay Trăng Hòa Hảo đó, nhà của tôi đó, nhà mua 12 tỷ đó, Trăng ờ lặn cọp chết trên cái Trăng cái lan can đó luôn, cái Trăng đó đó luôn, cổng đó là tôi mua đó 12 tỷ cái nhà 12 tỷ rồi, cái chậu này cô cắt bao nhiêu tỷ tấm thằng ơi, tao cắt 12 tỷ thì tao kể mày nghe nè, cái biệt thự tôi cắt 215 tỷ, 212 tỷ, mà tao đưa cho con gái tao lãnh cắt tao đưa nó 250 tỷ, tại sao tao ở cho mày cái trò mày biết không, sao cô ở cái trò này không về nhà ở, cá độ mấy ổng hết trơn tiền còn thì ít xịu, tao mới nghĩ cá tao cá lê gai thôi, cái bắt đầu mấy bả đi lụm vàng nhiều quá, cái bắt đầu tao tóc nhà tao đi lụm vàng nhóc trơn, bây giờ vàng tao nhóc trơn biết sao, nhóc trơn cái tao nói bây giờ mình vô nhà mình ở thì mình đi lụm vàng cái mình vô nhà mình ở, cái bắt đầu mình đi lụm nó không được người ta cười chết, thôi bây giờ tao nói với con tao để cho tở ngoài tao lụm vàng, chừng nào tao nghỉ lụm vàng tao vô tở luôn, tao nghỉ đi luôn tao vô nhà luôn, không lẽ vô nhà 17 tầng lầu và cổng vàng mà mình đi lụm vàng tao cười chết, thôi bây giờ để ngoài này tở ngoài này đi nó thử ra, tao nói cái con trai tao nói thôi bà ơi vài bữa nữa tôi đưa bà vô, bà nội ơi bỏ đi hoài sao, hồi sáng nó tính đó nó đưa tao lên Châu Đốc đó. Đi máy bay của con mình trên Châu Đốc ha, cũng như là lấy xe du lịch đó nó đưa lên Châu Đốc cho lên sân bay đó cho bà lên chảnh đó là ta hốt tiền bà đem về như tiền đó, nó mướn người ta hốt vô nhà hết trơn, như mình hốt tiền đang về đây mình xài thôi cô, cái sân bay đó là mình bay về đâu, bay về bên nước ngoài bay nước ngoài à? Nó bay về đó đó là sân bay Châu Đốc, bay về Trà Nóc đúng không, không nước Châu ngoài luôn nước ngoài rồi thằng sân bay ở thành phố đó. Máy bay tao đậu ở thành phố là mày thấy bao nhiêu bảy chiếc máy bay vàng, máy vàng nghe bảy chiếc, còn máy bay trắng thì một đứa một chiếc, như tao một chiếc nè, thằng trai một chiếc, một đứa một gái một chiếc, hai đứa cháu hai chiếc là năm chiếc, nhưng đậu gờ giống đậu như năm chiếc ở trên đốc Châu Đốc này đậu nè, với sân bay Chợ Mới là của nhỏ cháu, còn Châu Đốc thì của nhỏ gái. Rồi máy bay vàng đó là máy bay bằng vàng luôn hả con? Bằng vàng luôn, một chiếc 100 ngàn mà cây vàng đó, 100 ngàn cây vàng, một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay 100 ngàn cây. Nó nặng quá sao nó bay nổi ta? Chắc nó vàng nguyên si nó có nặng không? Vàng nguyên si nó mới nặng hung nha, mà vàng ấy nó mới nặng nè, giờ tao nói nghe, một vàng nguyên si nè, vàng nguyên si nè, một chỉ ha, một chiếc gì là bao nhiêu vàng, một chiếc gì nè, nhỏ vậy nè, đây nè tôi nói đây đi dễ nhìn nè, cái này nè ba chiếc này nè, 100 cây
100 cây. Ờ, con này là 1000 cây. Rồi. 1000 cây mà thằng kia nó cắp hết 100 cây rồi. Sao vàng 100... này vàng đỏ, vàng đỏ là hiếm lắm á. Cái vàng này là vàng nguyên si đó. Rồi, vàng tốt dữ vàng luôn. Ừ. Thở tao cho nhỏ em gái tao có bị khúc vào dai nè, cái tao nói mà quấn lại là cũng như chiếc nhẫn mình ha. Thôi mày làm được kỷ niệm. Cái tụi mới vừa tới đây này đi đám dỗ vừa tới đây cái nó chạy ra nó ngoài tiệm nó nói bà nội này nó cho vàng giả để tôi ra tôi thử. Cái thằng kia nó chờ gôn nguyên si nó mua 57 luôn đó. Ờ, mua 57 đó, nó hỏi gì chứ bà cho khúc này nhiêu nó một cây 7. Cái nó bán luôn cây 7 được 100 triệu gì cái nó đem gửi ngân hàng. Nhỏ em gái tôi 7. Cái cục bự này là bao nhiêu? Cái này giá ghê, cái này có 3 cây à. 3 cây là một cái màu vàng này rẻ hơn vàng đỏ và đỏ nhiều nè. Cái này mà có 3 cây à. Ủa có vàng đen không nè. Dạ, thì nó cái này nè, nó ra này nè. Thấy cái này ha, rồi nó cũ ha. Cái nó chấp cái vỏ này nó ra này ha, cái ra này là nó sáng giới luôn. Tại vì cái lúc đó tôi lột ra ha, nó sáng giới sáng trưng luôn đó. Cái đeo lâu ngày nó vậy mà ra ngoài á, tiệm vàng nó phái mấy cái này. Nè, cái cọng này nè, bữa đó là trời sáng giới luôn đó mà đeo lâu gì. Trọng sáng giới luôn, cũng đỏ tư luôn. Là nó phái mấy cái loại tiệm vàng nó phái mua cái này nè. Mua cái này là nó chịu. Vàng đỏ thôi à. Thứ này nó chịu nè nghe, mà đem thứ này nó không phái bằng. Mấy cái này nó không phái bằng nè nghe. Cái này biết chiếc nhẫn nhiêu không? Nhẫn bao nhiêu? 1000 cây. Một ngàn cây, còn cái này là 1000 cây nữa nè. Nội dung mình tao ra. Cầm thử được không con? Mà nó nhẹ hiệu bởi vàng vàng. Ôi! Nặng quá trời nặng vậy. Ôi, nhẹ hiệu à. Vàng nguyên si. Cố lên, cố lên. Cái thằng đó em tôi ra tao bán gì nè, nó nói hỏi nhiều tôi nói 1000 cây cái nó nói gì nè. Thôi tiệm con mới mua nha, nó hỏi cái nó nói sao tôi hồi đó giờ tôi đâu thấy một chiếc vòng 1000 cây bà ơi của bà mà nói 1000 cây tao nói ê Nghĩa ơi tôi nói con trai tao hết đâu mày nắm thằng đó lên trời coi nó dòm xuống coi cái dòm xuống cái nó trời chết mẹ luôn chiếc nhẫn bác bảo nó muốn 1000 cây thiệt lên trời dòm xuống 1000 cây cái này 1000 cây nó thua có hai cái này 1000 cây nó 1000 cây 1000 cây có hai đó thua cái này sau chuỗi này là cái như cũng như ngọc ước đó là này 1000 tỷ là ước là mình được ha. Như thí dụ như tao ước cái gì đó là mà nó không có liền trong 2-3 ngày nữa có nghi gan luôn đó tao nói nghi gan tao nói mày đi ngang tao nhìn miếng đất đó tao nói tao ước trời ơi miếng đất đẹp quá miếng đất đẹp cái bắt đầu tao về đây chở vô có miếng đất liền gái tao mua liền nó mua nó sang cho tao liền luôn có miếng đất đó cho cô sang luôn miếng đất đó mía mấy bay gặp đó miếng đất đó đó vậy là cái dòng đó là quý tôi, lắm quý luôn tôi lụm luôn đó tôi, mà cho con cầm con ước cái nha con ước nha trời có ơi gì đây không phải là giấc mơ. Mày ước mày ước cái nghe thí mày ước sao mà cái gì cũng có hết trơn đi tao giờ cái gì tao không có chứ ước đây là giấc mơ đó có cô mấy cô giàu quá cô cho tụi con một ít đi cho bây giờ cho tiền con, đi chiếc xe đi nãy cô nói là máy bay có rồi con không có sân bay mà cô xe nhiều quá con có chỗ đậu xe không ấy cô cho con chiếc xe gì xe du lịch 4 chỗ hả cô cho mấy chỗ con không lấy nha bốn bay vô chiếc ha bốn chiếc đi cô để ra mà chừng bốn chiếc cái lúc đó mày không xin lúc đó hai tao ăn 1000 chiếc 1000 chiếc ha tao nói một bữa đó là đem lên chảnh 100 chiếc nó cho xe du lịch là chiều đó còn là 50-45 chiếc còn ở xe ít thác này ha còn 7 chiếc nè 100 chiếc còn 7 chiếc rồi sau á tao nói chừng nào ai á có xin á thì bắt đầu tao cá độ tao lấy xe chứ tôi lấy xe làm gì giờ trời Phật ơi cấp sao tôi lấy rồi tôi cho từ người nào cũng cho rồi tao nói thiệt chứ mày tao cho tới máy bay luôn nữa như mình còn cá độ mình chơi mình bây giờ mình cá với máy bay thì mình lấy máy bay đó bây giờ như máy bay mấy kia nó có ai đâu biết bay. Ủa, không như, ai xin chứ như cô cá độ vậy là cô muốn lên trời á là cô câu xuống đây là cô bay không. Bay lên trời hay là không lên không trời phải tôi kể nha gì nè con tao nó giám đốc ông kêu giám đốc hai người như hàng bay đi dạ. Ở bên đó tao ở bên này xa gì bên đó bên nước ngoài gì nói chuyện gì nè nó qua nó đợi gì rồi tao thua thì con tao chung cho ổng chung ngang vậy nè rồi ví dụ tao ăn thì ổng sang qua tao như là ổng vô thẻ cho con tao vậy đó. Ừ bây giờ tôi nói bây giờ cá 1000 chiếc máy bay trắng 1000 chiếc bay vàng là cá bằng cái gì gì đó rồi cái ông nói gì tao thua là bắt đầu thì ổng chung mà mình lấy mình cho người ta còn nếu mà không cho người ta thì mình bán lẫm một chiếc gì bao nhiêu đó ông trả tiền cho mình thòi tiền cho mình vậy đó chiếc khác cũng lấy nè đập điện cũng lấy cho nhóc nha ăn chân luôn tại là cô nè vàng vòng quá cho nhiều nè rồi cô ở đây có vệ sĩ gì bảo vệ mình không có vệ sĩ cái này bốn sông này là nhiêu biết không một bốn sông này là 101
101 tỷ hơn. 101 cây à, tại vì cái này nó mằn nó có pha rồi, nó bự chứ nó không có vàng không. Thấy đều đẹp quá trời nè, sáng giới luôn nè nó. Ôi ôi, quá trời đúng rồi. Còn cái này là mày nói giả gì? Thằng này mày biết không, một cây mà cái này bằng vàng 18. Đó là nguyên si. Tượng Phật Quan Âm hả? Nguyên si là vàng được nguyên si nè. Còn này là biết nhiêu cây không? Mặt này nè, 10 cây. 10 cây. Ờ, một cái mặt nhỏ xíu như 10 cây. 10 cây đặc quẹo luôn á, mà vàng nguyên si đặc quẹo luôn, đẹp dữ lắm. Mày ở dưới đây với mày lên trời dòm xuống là đẹp dữ lắm, vàng đẹp bằng đêm tao ngủ á. Mấy đứa nói bà đeo vàng giả tao ngủ đó, nó kiểu cởi áo ra coi nằm ha, bắt đầu nó dòm trời ô cái nào thiệt nè, 107 cây. Trời, nó ăn cắp luôn. Nó ăn cắp tôi hên khúc hết hết 7 cây, còn có 100 cây vàng nguyên si đó, 100 cây đó. Thấy nội mà vàng gì ha, gái tôi nó lấy tôi 3.400 cây. 3.400 cây. Còn thằng trai thì nó lấy 10 trăm ngàn cây. 1.000 lần nó lấy lẻ 1.000 lần. Thằng trai á 10 trăm ngàn cây luôn. Mà lẻ 10 trăm ngàn cây thêm là 1.000 lần nữa, nó lấy lẻ 1.000 lần. Còn 10 trăm ngàn cây nó chừa lại cho tôi. Mỗi lần tôi đi chứ có không cơm người cũng là vàng nhiều quá. Thằng ơi, tao lụm vàng với đá quý á mày. Đá quý mất tiền nhiều lắm. Mà tao cắt hết rồi. Trời ơi, tí là tao cụp sống. Tao để quy ly nó nặng quá, tao kéo ra. Tao ngu đi. Kéo lên nó cụp sống tao, bây giờ cái con tao nó thấy cụp sống rồi nó kêu mẹ lấy ra đừng để trong vali, để vali này đó cô. Dạ không hả? Chỉ mày chi mà chỉ mày chi vậy? Tao sợ ăn cướp mà mày kêu chỉ hoài. Vậy đây có cái vali một rồi. Đúng rồi, có vali một, vậy có vali gì đó rồi. Bao đó là bao tiền hả? Không phải, bao này bao đồ bà mẹ ơi. Cái vali này à. Vệ sĩ cô đâu hết rồi sao con không thấy chân có vậy? Một người vệ sĩ thôi mà vệ sĩ không chừng chết rồi con tao đánh chết hay gì vậy. Sao vậy? Hay là vệ sĩ giờ đây vệ sĩ nó giỏi lắm mà nó còn con tao còn giỏi hơn vệ sĩ nữa. Giỏi hơn luôn. Nó đánh chết ổng luôn, không ai luôn. Có đánh chết không nhỉ? Cô còn cắt dạng đâu nữa không, cô cho tụi con coi đi cô. Trời, tôi khiêu không nổi mày. Ông khiêu nổi luôn hả? Tao lấy ở ngoài thôi, tao không lấy trong. Cho mày coi ở ngoài đi. Ở ngoài chút xíu rồi nha. Dạ. Không có nhiều, không có nhiều. Chút xíu để ngoài đặng đặng chút xíu mà ông nội cha ơi, tiệm vàng nó mua không nổi luôn. Nó qua nó ghi rồi trơn, nó về tao hỏi tại sao. Cái nó tiền đâu mua, để ít bữa chừng nào có tiền không qua mua. Rồi thôi. Tao để gì? Tiệm vàng mà gặp cô chắc sợ lắm. Nó ở bên gói hai và bọc luôn. Cái này không, cái này đá quý nè, bay có thấy đó. Đá quý vậy. Đá quý này hồi sáng để tao hỏi con tao. Ê, bữa hồi sáng mày mua này nhiêu nhung? Gì trăm cô? Triệu, trăm triệu. Cô nói chuyện ai vậy? Nói chuyện với con gái tao. Gái cô đâu? Vậy mà tao nói nó nghe, nó 100 triệu nè, sáng tao lụm nó nói mẹ mà để bán tôi 100 triệu đó, nhiêu lên là 100 triệu. À, bữa này tao xài điện thoại không cô chứ xài. Tao khỏi, tao không có xài điện thoại, tao cá độ gì luôn, không có xài điện thoại. Không có xài điện thoại nha. Ê, bộ vàng vàng. Cái đó cũng vàng nữa này nè, tao bán vàng này nè. Đó 100 triệu đó, nhiêu đó. 100 triệu là một đống đá quý nè, chưa có rửa, người ta kêu đừng rửa, để gì đó nè mới tốt, chứ rửa là người ta không chịu. Thằng để tôi lấy cái gỗ. Lấy cái chĩa cô. Cái gỗ đi. Bữa nay gặp. Wow. Cái này là chữ chứ. Sáng không vậy? Vậy vàng không mà. Vàng nguyên si. Cái nè tao nói nghe nè. Cái cục này 1.007 cây. 1.007 cây, cái này là cái bình xịt của người ta mà. 1.007 cây đó, vàng nguyên si đó, cái này. Cái này là, để tôi hỏi trên trời, 19 hay 17 cây gì đó, 17 cây đúng rồi. Cái này biết không, một cây 7, cây giờ cây chín, cây 7 đâu mất rồi, cây 7, còn cái này đô bông thôi đi, có chị mấy, nè cái này một cây nè, vàng nguyên si nha. Vàng si đó. Cô lấy cái một cây con coi, cô. Nè, một cây, ghim tay bằng vàng, tới 2 ghim tay đó. Đúng rồi, một cây ghim tay là một cây đúng rồi. Tới 2 ghim đó, để tôi coi đâu mất hết ghim rồi. Cái này cây 7 đấy nè. Nó mất hết ghim tay rồi trời. Thôi vàng, để... vàng mà cô đựng bằng gỗ không luôn á. Cây đinh là một cây luôn nè, cây đinh mà. Cây đinh một cây luôn. Sao nó mất hết ghim tay trời. Nó mất hết ghim tay rồi, để tôi coi, cây đinh là một cây đó. Cây này đó. Cũng cây nữa nè. Cây luôn, dít cũng cây luôn. Dít cũng cây nữa nè. Cái này cũng cây nữa nè. Dạ đúng rồi đó cô. Để nó mất hết mấy mất cái bạc bạc đó là cái gì cô? Mất hết ghim tay hả? Mấy cái bạc bạc đó là cái gì? Cái này hả? Dạ. Vàng không à? Cái vàng, cái này là một cây nè. Cây 2 ha. Đó, cái đó là cây 2.
tới 3 hột, mất hết 2 hột, 2 hột luôn vậy. Hôm mà có người lấy cái nhung 2 hột, đứa nào lấy của tao? Để tao hỏi nói chuyện, để nói chuyện đó. Chị lấy 2 hột hả? Đúng ngay gan đó, 3 hột mà tốt, 4 hột đang mất đó. Mất mấy hột đó chứ. Hả là tao đem đi bên kia rồi, thôi vậy là chắc tao đem bên còn kia. Còn cô cá đậu thua lấy chung phải không? Không, không có, nó lấy nó xài đó mấy đứa cháu. Mất một cây kim tây. Không biết có đem qua bên kia không? Còn có tối kia cô đậu có hết không đi cô? Mất một cây kim tây. Cô tính gì? Tới hai cây kim tây nữa, một kim tây. Cộng này là coi bao nhiêu cây rồi? Nhiều, nhiều lắm ông nội mẹ ơi. Cái này 1007. Cái này 17 hay 19 cây? Nãy cô nói 17. Để không coi tôi hỏi cho em là mình chết. Cái này 17 cây hay 19 nhỉ? 17. Đúng rồi. Cái đó 17. Còn cái này. Cái này thì một chỉ một cây 7, một cây mấy này cây 9, cái này cây 7. Cái này một cây nè, cái này cây mấy nè, cái này cây 7 nè. Mấy cái đinh với cái đó là cây. Còn cái này cây nè, cây. Mấy cái kia vàng tư á ngày hôm qua nó đổ bên cái gỗ kia. Tính ra quá kim trời mà con nhớ hết trơn bộ. Mất hết cái kim tây rồi Nhung ơi, mất cái kim tây rồi. Cô cái này mấy cái bị kia hết luôn cô. Cái miếng này nhiêu quên bay 9 cây hả 10 cây. 9 cây. Miếng này nè 9 cây nè. Còn cái này nhiều lắm, nội cái lộn xộn này là 1000 cây. Nội lộn xộn này là lộn xộn, thứ này là 1000 cây nha. Thập cẩm nhỏ nhỏ ngàn cây. Cô đổ mấy vị ra con hết không biết. Thôi đổ ra thì lấy này vô. Không, không. Cái khác cái đó cái thứ khác. Thôi mở luôn tịnh. Cái gì? Cái đó không phải. Nếu mà tính tài sản của cô bây giờ chắc cô mua được hết nước Việt Nam này luôn quá. Trời ơi tao nhiều dữ lắm ông nội ơi, quá trời nhiều một cây ha. Tao nói với mày. Cái này nè. Ghê không? Cái này hả? Đổ ra nè. Cái này khác hơn cái kia. Tiêu cái này nha. Ủa này vàng trắng, vàng đen. Nguyên si đó. Cục này nè, ê cục này nhiêu bay? 100 ngàn cây 1000 lần là vàng 4 số 9. 100 ngàn cây vàng 4 số 9. À 10 không có 100 ngàn cây mà 1000 lần như vậy đó. Ủa cô như vàng trắng này với vàng không không phải vàng trắng. Nó ngoài tà áo trắng chứ ở trong là vàng 4 số 9. Cũng như tảo trắng vậy đó cho nó đừng dạ. Nó đừng xét lắm biết không đừng cắn cắn thử rồi đặng cắn thử coi cắn thử coi vàng thiệt hay vàng giả đây cắn không đứt không. Ủa. Rồi vàng thiệt không cắn nó mềm mềm dạ. Nó mềm cây bự vàng thiệt cô ơi vàng thiệt nè còn này nè rồi đó cái cây này như vậy một cây 10 trăm ngàn cây 1000 lần 10 trăm ngàn cây là sao mười chục trăm ngàn lần 10 trăm ngàn cây là sao? 10 trăm ngàn cây vàng 1000 lần đó. Mà 10 trăm ngàn cây 10 trăm ngàn lần quên. 10 trăm ngàn. 10 trăm ngàn cây 10 trăm ngàn lần. Còn cũng như là 10 trăm ngàn cây mà 2 lần đó nó mẹ gì đi. Mà 2 lần gì? Có là hết đếm luôn. Đếm biết chừng nào đếm bao nhiêu? 10 trăm ngàn cây. Mày biết bao nhiêu không? Là 10 lần cái 100 ngàn. Tao không biết luôn. Tao lụm cục vàng nguyên si 10 trăm ngàn cây 1000 lần. Còn này 10 trăm ngàn cây á là 10 trăm ngàn lần nhiều hơn cái đó nữa. Dạ. Còn cái này nè 100 cây nè. 100 cây. Ủa 100 lẻ mấy quên rồi. 107 lẻ 2 gì đó. 107. Hả? Này là vàng nguyên si nè nha, vàng đẹp đó. Dạ. Tại mình thấy gì còn nè, một cái này là 1 cây nè. Cây 2 gì đó. 2. Nè cái đinh là cây nè, mày thấy nào nó chiếu nè thấy không? Hồi nãy nhỏ con gái tao nó nói mẹ mày để cái đinh cho tôi nha, 50 triệu. Nó một cây. Nè, cái này cũng một cây nữa nè. Cái này cây mấy? Cây luôn. Cái này cây mấy? Mấy cái này cây nè, cái này cây mấy? Cây đinh nè. Còn này nhiêu? Một cây nè, cho mày cái nửa cái đinh đó, cây. Còn cái này. Bà lon nè. Cái này vàng 4 số 9, cái này nhiêu cây? 70 cây. Cái này 10 ngàn cây 10 ngàn cây 10 ngàn cây cái gì? Đúng rồi 10 ngàn cây. Ủa vậy là cô nói chuyện thằng giao cách cảm luôn á hả? Nghe chưa à? Nói gì không? Tôi đâu có xài điện thoại đâu.
cá độ cũng nói gì luôn. Còn cây này nhiêu bay? 1.000 cây. 1.001. 1.001, 1.002 gì đó không biết rồi. Nó này 10.000 cái đó mày thấy gì đó. Vàng không đó cho hay. Mà vàng tùy theo vàng. Hàng chế nhà bà kêu bữa bắt miếng gạch. Cái gạch không phải cha nội, cái này đá quý người ta gạch là khác. Bà mẹ đó phải có gạch, chỉ với gạch. Gạch rồi, là khác. Rồi mấy cái này là cô lụm ở đâu? Lụm ngoài đường nam này mày đi. Có cái xe đạp nè, mày chạy cái mày gặp cái mày phóng xuống mày lụm. Hồi sáng tao đi vô trong gái tao nè, tao đi số 8, tao đi dài về tao lụm dài vô tao lụm đó. Đó. Dài vô lên cầu đồ dốc cầu đồ đó. Tôi gặp tôi lượm mày nói tôi cái này bổ ích lắm hả? Nếu vậy vàng mình là... nè, này vàng 4 số 9. Nhiều nghĩa cái này nhiều nghĩa. 1.000 cây đó trời. Cái cục này 1.000 cây 4 số 9 đó. Cục bay lớn là 1.000 cây là mọi người tin được không? Ở ngoài á mày lên trời á mày dòm xuống đỏ tư luôn, vàng dính luôn. Coco. Hai ghim tay đó. Lụm đầu xíu cho con theo dưới ơi. Tao đi lên trên. Tao đi xe buýt lên Tuy Tôn phải không? Cái bắt đầu từ Tuy Tôn đó tao đi bộ dài lên đường núi Cấm. Đó. Cái mỗi bữa tao đi xe buýt ra tới núi Cấm phải không? Cái bắt đầu tao xuống xe tao đi đi bộ dài lên Chi Lăng vậy đó. Rồi tao đi dài về vậy đó. Ê còn cái hộp này biết nhiêu không? 100 tỷ. Hộp này là 100 tỷ. Hàng tiệm vàng nó mua rồi. Ờ 100 tỷ này là kim cương. Cái tao kể nghe tao lụm được tao nó mua 100 tỷ. Gom lại trơn nó kêu tao biên đã đợi trơn cái nó biết sao không nó nói để vài bữa nó về tao. Kim cương đá phải không con? Kim cương đá nó không có tiền cái nó nói tính nó bà mẹ mày không có tiền kêu tao biên chi vậy? Nó nói vài bữa bà biên để đó đi vài bữa tôi có tiền tôi qua tôi lấy nha. Tôi nói không có tiền bà mẹ tôi ghét tôi chút lộn xộn vô luôn. Nó nói kệ bà chút lộn xộn mai mốt tôi lựa ra. Ủa cô rồi cô ở cái trại này rồi cô tắm rửa ở đâu? Tắm rửa xong rồi lên thay đồ ở đây. Cho cô không xây cái cầu tắm dài chục trăm ngàn tỷ. Chuyện chi vậy trời? Ta có nhà ta có trơn rồi, có trơn nè, con ta nè, ta mua đất từ miếng đây nè, từ qua tới đó 27 thước, con gái nó tính cắt ra chỗ này nữa, ra mười mấy thước. Công an nói cắt ra vừa cắt quá trời đây rồi là tàu ghe ta bít đường ta chạy đó. Cái đã đời nó nói trên dốc cầu này mà xuống á, cắt đường này cũng thấy ghê rồi, cái cũng cắt mà chưa cắt đó. Cắt à? Không ai cắt cái già cầu á hả? Không ai cắt cái già cầu á. Chỗ nào cũng cắt mà chưa ở. Rồi cô về đây cô ở lâu chưa? Bên đám mía bển tao về đây hơn năm rồi. Ở đây hơn năm rồi hả? Hơn năm rồi, chừng nào cắt xong hết là tao bây giờ xong nhà cũng nhóc hết trơn đó mà tao hỏi con tao tự nhiên xong cái cho tao ở. Xong cái người ta không có nhà ở cho mượn thôi để tiền với để tiền vô nhóc chân cứng chân cái tao không có chỗ. Cô cho hỏi là chiếc xe này cô là mua bao nhiêu tỷ á cô? Trời ơi mua có 100 ngàn hà tao sửa 100 ngàn rồi tao sửa đủ thứ chân chạy ra bây giờ là 500 sửa cộng là 600 mấy nữa chạy ra 700 mấy đó. Sao cô không đi xe hơi mà đi chiến mã này? Xe hơi chừng nào vô nhà mới đi được. Rồi đây đi chiến mã đạp ha. Bây giờ đi vậy đi, bây giờ đi lượm vàng đi xe hơi mà đi lượm vàng mất cỡ chết mẹ luôn. Phải không? Không thôi mình đi trong ở nhà lầu 17 tầng cái mình đi lượm vàng thôi, tao cười chết thôi, tao nói để tao chờ ở trong trại chừng nào tao lượm hết vàng rồi tao vô nhà. Cái nhỏ cháu là mắt đồ cũng tán quá trời. Sao tao ê tao nói nha, sao tao nhớ mấy đứa bay quá. Mấy đứa bay ở bên bên An Giang này ở bên này bên chợ không có. Bên bên chợ mới. Giống hệt là ở trên đám mía ở trên cầu đúc. Bữa đó tao hình như là ở trong chỗ công an hay gì đó. Phải với bay không? Tôi nhớ sao giống ba thằng bay cộng thằng đó. Thăm cô nè, coi cô có lì xì con chiếc xe hơi nào không? Lì xì cho có mồm á, đứa nào muốn xin á thì tao kêu con trai tao cho tiền á, như là hốt tiền xăng bay cho. Mà ở đây không có. Cô cuốn sổ này cô ghi ngân hàng đúng hả? Ngân hàng đâu? Mở nè, cho mày coi đi. Vàng này đây nè, chứ ngân hàng gì vàng tao lụm không nha. Cô ghi tổng tài sản mình đó ha. Còn kia là cá độ tao cắt hết rồi.
cái kia cắt hết rồi. Giữ không đây trời. Nè mày coi đi. Giữ không đây. Đây con ghi gì đây? Sổ ghi tiền kìa. Nè bên đây mày coi ngược, mày coi đi. Vàng chứ không có tiền, giờ cũng có tiền mà có vàng luôn. Vàng lụm. Của người của My đó, của My là tao đó. Nhung, vàng bạc 1 tỷ. Cũng như tao bán đó đó. 2 tiền Việt Nam. 1 tỷ, 2 vàng. Nó mua đó, gái tao mua. Trời đúng rồi. Đó trời tiền tỷ không à, ông nội ơi. Chở qua. Đây, sáng mai ăn cơm kho quẹt. Chiều ăn cơm rau luộc. Đi quá trời sao ghi sổ ngộ chạy. Đâu phải. Ghi chỗ nào có lộp vàng lộp bán lộp bán lộp vàng á. Lộp à. Lộp không. Ghi sổ nè. Hải nè, 100.000 cây, 100.000 lần. Là sao cô? 100.000 cây, 100.000 lần là nó gấp vàng tao mới trả lợi. Nè, để xuống sổ nè, cấp vàng trả lợi không nào, một dọc đó mày tên người nào cấp của tao trả lợi. Cô giải thích con cái này nha. Một cây, 1.000 cây, 1.000 lần cây, 2 vạn cây là sao cô? Một cây là hải được đó, hai hải là 100.000 cây là 100.000 lần. Như là nó cấp 100.000 cây, 100.000 lần cũng như nãy 100.000 cây, 100.000 lần. Cũng như 100.000 cây, 100.000 lần cũng như là 100.000 cây mà hai lần vậy đó. Cô hỏi là 100.000 cây. 100.000 lần. Vậy là tổng là bao nhiêu cây cô? Là cũng như mình ăn cấp vàng thì nữa nó trả vàng mình. Vậy mình đâu có bán thì cấp vàng trả vàng. Ví dụ như là một cây đi, ăn cấp 10 lần vậy là ra 10 cây. Coi này ăn cấp là 100.000. Tại vì cây bự. Cây như cây nãy vậy đó. Mười trăm chục ngàn cây, mười trăm cục lặng lấy nó nguyên cây gì đó. Nguyên cây. Thì vậy đó. Bỏ vậy nè. Rồi bắt đầu là ở dưới này cũng nói nữa nè. Nè nó cấp đó một cây, 1.000 cây như một cái cây vàng đó, 1.000 cây vậy đó. Một cây, 1.000 cây là 100.000 cây. Cũng như là nó cấp nhiều cây vậy đó. Biết không, một cái cây một mà người ta làm 1.000 cây, một cái cây người ta làm 100.000 cây vậy đó. Rồi, chúng ta có ghi sổ lượng máy bay xe gì không? Không, cái kia mới có máy bay với xe. Đây đó hả? Đâu có cô ghi máy bay xe không, đâu? Không, cái sổ đó không có lấy ra được. Khó lấy lắm. Sổ đó là hồ sơ mặt. Khó lấy lắm. Đó. Cái này cũng vàng, cái này vàng như vàng mua nè. Như là vàng bán đó. Cái này cài không có, cái này cá độ nè. Đó, mày coi cá độ đó. Cá độ đó. Cá độ với bầu nhí. Cá độ với Tú Mi trời Phật ơi trời. Nè nè. Cá độ bầu nhí chứ. Nè nè mày coi đó. Cái này là nè. Hải đâu? Hải Cà Nâu á, con Cà Nâu. Rồi cái này là ông biển nè, nó cá độ nè, cái này đông nè, cái này đông công an đó nha, ở trên phố đó. Này hai hải nè. Cái này ông Giang nè, ông Giang nhà là ăn hết tài sản đó, ông giám đốc Giang đó. Cái này hải nữa nè, cái này Nga nè, Giang nè. Rồi hai hải nè. Đó, mày coi dài tên dài xuống dưới đó tao ăn đó, ăn không có một luôn, một dọc luôn đó. Thầy không biết nào mới hết vàng. Ăn vàng có ăn tiền có nha, tiền là tiền Việt Nam nè, đó tiền Việt Nam tao ghi rõ ràng. Như còn là vàng cô là vàng đó là tỷ phú của toàn thế giới luôn. Hết chân tao cũng như ở nước Việt Nam tao đứng hạng nhất mẹ đi đó là toàn thế giới luôn. Đúng rồi không ai mà bằng tôi luôn. Đúng rồi, quá trời luôn. Mấy ổng qua mua vàng tao nói thiệt, tao lấy vàng chưa hết ổng hết rồi, mấy ổng biến đi chân luôn, biến lên 1.000 người luôn đó. Coi vàng đã rồi, có phân nửa vàng chạy biến đi mất tiêu chân, còn phân nửa kia là mấy bữa trước người ta coi rồi biết vàng rồi bắt đầu coi phượng thương nữa khúc sao. Rồi xong chưa, hay đầu đi đóng chuối mướn cho ta kìa. Nhưng mà nãy giờ con trò chuyện chưa có biết tên cô, tên thiệt là tên gì hả cô? Chỉ biết là nữ đại gia thôi à. Tên Lan. Tên Lan. Lan để nghe. Tên Lan cái tôi con nuôi cũng bao quát. Cái tự nhiên ông ghét tôi rồi, cái ông chết rồi, ông lên trời ông nói tao lấy cái tên tao lợi. Tên Lan cái sao lại tôi mới ở chồng tôi đi, tôi có đứa con đầu lòng. Cái chồng tôi đi làm giấy khai sanh, cái vô chồng ta sửa là tên Lon, hai chồng hay chứ. Cái đứa nữa, Nghĩa nữa, cái tên Lon nữa. Cái tới đúng con trai 7 tuổi và bảo hiểm, cái ta đem bảo hiểm ra, ông giám đốc lại. Ông nói, ủa, sao cuốn sổ rồi tên Lan, mà trong khai sanh tên Lon. Cái tôi nói, ủa sao kỳ trời, chồng tôi mặn kỳ trời. Lúc đó cái ông giám đốc ở dưới tỉnh ông đi, Lon Lan. Cái ông nói vậy nữa sau cô chỉnh tên nào cũng tên. Cái tôi mới chỉnh lại theo khai sanh là Dương Thị Lon. Thấy không? Đã đời bây giờ về đây cái ông đó ông nói tôi làm giấy cho cô lộn tên Lon. Ta chữ tôi quá trúng tên ta bây giờ ta đổi tên lại. Cái tôi nói thôi trả tên Lon, tôi không có tên Lon nữa. Cái ông già nuôi tôi không nói gì mà quán ông nói tên Lan, tao lấy cái tên Lan mày lại đặt tên gì cái tên.
cái thấy vậy tôi biết tên gì đặt cái công an đó, thôi cô đặt phía mẹ đi. Thế tôi nói tôi lựa quá trời, hai mẹ con, ba mẹ con tôi với hai đứa cháu mà lựa đâu một tiếng đồng hồ luôn đó. Đó được tên Tố My. Rồi ông không cho lấy cái họ luôn, họ Dương không cho lấy, có biết là tôi lấy họ gì không? Tôi lấy họ Mai luôn. Mai Thị Trúc Tố My luôn, đó để tới giờ luôn đó. Cô, tí xíu à, cô có đi đóng chuối không? Tính chút đi đóng chuối mà con trai tôi nói vậy nè. Ở đó đi, trai với gái ở đó đi, để chút nữa tôi đem tiền cho bà đi hoài thì biết đường đâu kiếm. Tính đi bẻ vú sữa nữa. Bẻ vú sữa nè, đống chuối nè, đống dừa gì có trơn mà tôi đem cho, tôi dắt đi tới đó rồi đó. Nó bà chở lại đi, bà nội ơi, bà tối ngày bà đi hoài tôi vô rồi tôi đưa tiền bà biết bao nhiêu lần á, đem tiền cũng như cá độ nó cắt cho tao không ngàn tỷ ngàn tỷ. Nó gửi cho con gái tao biết nhiêu, thằng trai gửi gì cho con gái, tới thằng thứ ba gửi gì nhỏ thứ hai. 1.000 tỷ, 1.000 lần luôn mà nó đem lại cho tao lần 500.000. Tao chữ quá trời chữ, 500.000 hoài tao xài thiếu tiền. Mấy ngày hết tiền luôn ha. Tao đi kiếm nó, bà nội cha tôi tức tao chữ cái nó hôm đó. Nó đem tiền ra, nó kêu xong chịu ra. Tao ngủ quên, nó đợi giờ bằng đêm nó lợi không mày. Bằng ngày gì nó không lợi, lợi bằng đêm không à. Trời tao tức quá trời, tức tao nói vậy. Tao đi bán vàng, tao đi bán vàng tao xài. Tao khỏi cần tiền của mày luôn. Bây giờ cái nãy tao nói, thôi chút xuống nhà mà Út nó bán đồ bông. Bán đồ bông xài đi, đỡ đi. Cái nó cản tao nhìn đồ bông mà bán nhiêu tôi mua. Tôi mua cho con tôi, tao nói thôi trời ơi, con mà tao cho mẹ rồi mà đem tiền tao xài mẹ nó rồi đi. Vậy hoài đó. Quá trời nó cản tao hoài. Bây giờ mình không đi đóng chuối nữa nè, giờ mình đi bán vàng nè. Giờ tao nói nha, tao kể mày nghe, mày nói nó bán vàng tao vàng thiệt không mà vô chổng á. Nó nói không mua vàng cô. Tại vì tôi tiệm nào mua tiệm nấy, còn này không biết tiệm ai bị như mình nó mình vàng lụm đâu chịu. Cái nói giả trời ơi, tao nói nghĩa nhung mà nắm đầu nó đưa lên trời, có phải tao vàng giả không? Cái đem lên cái nói trời, tôi tưởng tao vàng giả, ai về nguyên si không. Thôi tôi cái này tao mướn tôi bán mà tôi không biết mua. Nhưng tao mướn nó bán á, nhưng cỡ bay gì nè, đứng bán không biết mua. Tao nói bà mẹ mày không biết mua, mày không biết mua đi. Nhỏ kia cũng vậy, nó không biết mua, nó nói mình vàng giả tức chết. Tao cự lộn lại tiệm vàng nào cũng cự lộn chứ. Ai về con gái tao nó phá. Nó nói gì, tại tôi muốn để cho bà ra tiền sân bay bà nhóc chơi, để bà giữ lợi vàng để nữa của hồ môn mà tóc nhà bắt đầu đi bán hoài. Cá độ ăn 4.000 hầm vàng rồi mà còn đòi đi bán vàng hoài vậy đó, nó lấy lợi trơn luôn. Nó phá hoài, tôi tức á, tôi không có vàng nè, không có tiền, tôi chữ hoài quỷ. Tôi nói giờ tao không bán ở trong, bây giờ ai mua mày tao bán mày. Cái mấy đứa nó đánh bại với nó nói tôi lên tôi coi vàng mà tôi mua. Nó trời vàng gì tàn cây mấy không, tôi muốn mua một chỉ mà không có. Tao nói có một cái một chỉ hai à, còn nguyên là cây mấy không đó. Cây mấy hai cây, ngàn cây gì không. Nó nói bữa nào mà đem thương cũng chỉ hai đi tôi mua. Vàng 2.469 tôi mua. Bà bán tôi mẹ nó chỉ hai nữa, bà bán tôi. Tao nói chỉ hai, tao bán cho mày 4 triệu thôi. Mày mằn cái nó vậy cũng được. Cái tiệm vàng nó nói, cái con trai tao nói mày bán giết tiệm vàng lên mới kiếm bà đập bà thấy bà nội luôn. Tao bán vàng có số lượng mà bán gì nhà rẻ, tụi tao nói tội nghiệp nó nghèo cũng tội nghiệp, nó kệ bán cho nó đi mằn lại tốn tiền mằn nữa. Mà nói vậy chứ tôi còn chướng kia mà đem vàng xuống đây mà hổng ngày tôi không đem nữa. Cái tôi nói trời ơi, tôi nói đi bán vàng dạo đi, người ta tưởng vàng giả thôi, tôi không đi bán luôn để tôi. Vậy này vậy mà làm bằng vàng luôn hả cô? Không, đâu có trời. Tao lượm đang tao buộc. Tao đợi để cho con trai với con gái tao bán. Tao bán lần tao bán nhiều, 100 cây, 1.000 cây gì á. Tao mướn bán nữa đó. Con nhỏ cháu tao nói ngày qua tao nói mày bán giùm vàng tao đi, tao cho mày 1 cây vàng. Cái nó nói cái hôm qua chịu lên nhắc tối. Đi ra mà bán 1.000 cây mà cho 1 cây. Không có, tao không biết tao bán nhiêu, tao đâu phải nói bán 1.000 cây. Mày bán vàng giùm tao đi, tao cho mày 1 cây. Còn thằng cha em trai tao nói mày bán vàng giùm tao đi, tao cho mày 2 cây. Mà không đứa nào bán giùm tao chứ. Thế mẹ, tao chưa bán cái con gái tao. Nó xong bà không mướn tôi, tao nói mẹ không nói sao tao mướn. Cái bắt đầu nó nói vậy thôi, để bữa nào hai chị em nó vô mua vàng tao, nó về nó ra nước ngoài bán lợi kiếm lời. Dạ. Rồi, thí dụ như nó mua người ta, nó bán lợi, nó mua mắt mà nó mua tao tỷ như 45 kệ nó hả, là nó mua 40, nó thấy thôi bà lụm bà bán tôi 40 rồi tôi bán lại cho tôi có lời. Tao gọi nó tính số vàng tao bữa đó như 1.007 cây, tao cho mày 7 cây, cho 7 cái lẻ luôn đó. Dạ. Cái nói vậy rồi biên để đó đã rồi, cái tao nói xong lấy để đó bữa nào tôi lấy vàng thì đưa tiền. Cái nó nói tôi lấy vàng mà trước đi, tôi bán đi rồi nữa tôi về đưa tiền sau. Tôi không được, mày lỡ mày lấy luôn mày thằng con tao nha. Tao nói gì mày lấy luôn sao, thằng con mà con bạn lấy luôn. Cô như cô ở đây rồi tối cô ngủ làm sao? Thì tối tôi ngủ võng nè, nằm trên võng này luôn á. Nằm... tối mình xả cái tấm mũ này xuống hả? Không xả, xả cái tấm mì đơ, tấm mũ không xả. Rồi có mũi gì không?
đã có mùng mũi gì có, muốn có giỏng mùng, có mùng à, ngủ bỏ cái giỏng vô cái mùng luôn. Ừ, cái giỏng vô cái mùng, đúng rồi. Rồi cái mền á, cái mền á này nó chảy làm hai, còn là làm hai mình đắp lên. Dạ. Để làm hai chứ sợ lạnh đó, chứ đâu có mũi. Rồi cô Tố My năm nay nhiêu tuổi rồi cô Tố My? 53 rồi, 53 tuổi rồi. 53 tuổi hả? Ừ. Tại tôi đi thì đóng vàng này tối hay sao? Ta bỏ thí mẹ trong sọt này nè. Ta bỏ lòng mấy đứa nó dạy bỏ lòng gà nhắm chân thiệt coi nguyên mày. Có lòng gà mới được. Không có lòng gà nó lấy. Gà nó tướng gáy lỗ tai bao phần. Cũng như là để thí có lòng gà nó không dám mở cái sọt mình ra. Ờ, mày mười mốt á, ta dạy tao nghe, có vàng nhiều á, để chừng lòng gà hà bên đây hai cộng, bên đây cộng rồi mày để vô không có ai gớt gì chứ. Còn mày không có lòng gà lên nó cắp nha. Tao kể nghe bữa đó đi nè, đá quý tao để trong này nè. Cái ba lô đó hả? Ờ, cái tao kể nghe, cái nhỏ bên kia đi cái mấy đứa nó qua nó cắp. Cái tao kêu có hồn, có mi tao trên trời nó giữ giùm tao. Cái nó qua nó khiêng cái vali nó kéo vô bển, cái không có chìa phá cái nó mở không được, cái nặng quá rồi mới đẻ con tháng à. Cái bắt đầu nhỏ kia nó lấy của tôi nè, cái mở không được, cái con gái tôi biến ra nó đi theo nó coi, cái nó thôi nặng quá trả cho đi, trả thì nó nắm lên sau nó lọt đơm. Thằng nhỏ cháu dâu nó lọt đơm đi. Ừ, cái bây giờ mấy gà chị nó hết rồi nha. Cái nhỏ kia nó thấy vậy nó mới qua nó tức tiếp nhỏ này. Nó tức nó qua giữa lộ, cái bắt đầu cái như cái hồn túi mi túi chánh á, cái nó là cây nó bỏ xuống cái té giữa đường đó, cái bắt đầu nó giữa đường cái ta cứu nó rồi thôi, nó nói lại tao qua đây tao lấy gì tao không lấy. Trời Phật ơi, cái này viên đạn mà. Ờ, tao lụm này luôn nè, tao lụm cục đạn tao nói về còn nguyên phá luôn, tao để đó, cái con tao nó để đó đi, công an nó có muốn lấy thì cho nó, này coi nguyên á. Cái này là cái viên đạn cho máy bay đó, mày có lấy không? Thôi, tao làm rồi, bây giờ móc khóa này kia, móc khóa để trang trí thôi. Vậy hả? Dạ. Chứ cái đó xài chưa? Chưa, đó làm xài rồi. Xài rồi đâu trời, trời xài rồi sao còn nguyên? Trang trí nè, để làm cái móc khóa á. Mấy bay lấy không, tôi cho mày. Thôi, vàng không mà lấy bán. Vàng đâu trời, thôi Phật ơi, cái này không phải, cái này có cái cun bên để vậy mà. Tao nấu rồi mà tôi chưa ăn. Cô nấu gì cho tụi con xem được không? Nó, khô đó, nè, nấu cơm mình nè. Trời ơi, mấy gài không có bếp ga, bếp ga hư đó, thằng em nó mới nói chưa mình mua bếp ga mình để cái nó ừ cái không có, mà giờ vàng nhấp hết trơn, tiền sân bay nhấp trơn, mà tiền to đem vô cái bắt đầu đem bên nhà nó để đó, tao với thằng đó thì nghịch, đem vô để đó hoài, nó sao bà không qua bảnh lấy tiền tôi để cả bao tiền tôi nói mày đem, mày để mai mốt mày đem cái hòm vô đó luôn, đụ bà nội tớ này đem bển để đây bển đem dòng họ trơn mà nó không đưa tao, tôi tức cái bển nó mới đem này tôi đổ. Tỏi bình nhiêu tiền cô? 10.000. 10.000 bình ha. Nó chạy dài bữa nó đưa 500.000 hết, nó lâu tao hết tiền mấy bữa gài luôn, tao lao quá trời la. Cái nó nói là mơi mốt em phóng viên á, tôi kêu phóng viên mấy viên á đừng cho tiền bà, tao nói không nhờ mấy phóng viên nó cho tôi bữa đó 600.000 mà tao cho nó lợi ra. Bà nội cha tốn tiền quá trời luôn, cho 600.000 cái tôi nói nghĩa mày cho tiền nó lợi đi, cái nó cho 500 triệu thôi, bắt đầu nó cho thằng bao tiền, đứa bao tiền, năm đứa năm bao tiền, cái bắt đầu năm bao tiền gì nó ra nó hút 100 bao tiền, cái thằng Quỷ Dũng ngoại á, cái nó giữ nó cho 1.000 bao tiền luôn, thánh thằng ơi, nó cho tôi 600.000 à, mà tôi cho cái nhùm nó nói 600.000 tôi tốn 1.000 bao tiền luôn, bà có nội và sân bay ở thành phố á, cái nó nói mẹ mày đừng cho nữa, mà cho nghe ta tốn tiền dữ lắm, tao nói bà nội. Dạ cô My ơi, thì hôm nay thì ba anh em con xuống đây á để mà trước mắt thì thăm cô My, thứ hai thì quay lại chỗ ở cô My thế này nè, con thấy cũng mà thương á, một phần nào đó thì con cũng xin chích quỹ của một người chị có tên Zalo là Trương Thị Hương. Cái gì? Dạ người chị có tên nick Zalo trên kênh của con á. Mà tên gì? Trương Thị Thương. Thị Thương ha. Dạ thì con xin chích quỹ của người chị này ra là 200.000 đồng rồi gửi cho cô My nha, để mà trợ duyên cho con một ít gạo này kia đâu đó nha cô My. Cô ít lòng nhiều nha cô My. Cô My xài tiền tỷ không mà. Thôi dạ. Đi. Dạ không tụi con thôi cô cho đấy, mấy nha. Mấy đứa bay đi quay được rồi cho, dạ. Cho tiền chi để xài đi. Dạ thôi tụi con gửi cho cô My để mà mua một phần gạo này kia. Chứ mà nãy con nghe nói cô My là cái bếp ga cũng hư đó. Mình coi mình sửa hoặc là mình mua cái bình ga để mình xài nha cô My. Ồ. Vậy thôi bây giờ tại vì á tiền tỷ mà vàng thì nhóc hết mà nhưng vàng cho bán chưa được mà tiền tỷ thì mấy đứa nó gửi nó chưa đưa dạ. Qua bây giờ tao không có tiền tao lấy đỡ xài dạ. Gọi là mơ mốt mấy đứa bay thì tao cho lại dạ.
Nãy giờ tụi con quay cũng đùa giỡn với cô My này kia xíu á, thì có gì cô My cũng thông cảm không bỏ qua cho đâu, con nha. Không có đâu, là mình đứa nào nó lại nó cũng đùa vui giỡn vui với tao chứ. Tao đi ra lượm vàng biết không, nó kêu tao vô á, gốc cây hai thằng đó nó kêu banh vàng ra thì nó chụp hình luôn. Nó cũng quay vậy đó. Ba anh em tụi con thì nãy giờ cũng quay clip về con My đây, thì mà quý cô chú anh chị mà có xem được á thì mấy anh em cũng đùa giỡn cô My cho có bầu không khí vui thôi. Thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình thông cảm hoan hỷ bỏ qua cho mấy anh em mình trong video clip này nha. Bây giờ tôi nói là bốn đoàn bay, tôi cho chiếc xe du lịch 7 chỗ đi tham quan chơi. Bốn người bốn chiếc là khi để khi nào tôi về nhà đi tôi sạn lại. Rồi là mới cho được, cái cho như là bốn chỗ. Rồi với tao cho thêm tao kêu trai với gái tao cho tiền mấy bốn bay. Địa chỉ trên nào? Bây giờ tao nói con nghe. Bây giờ như mấy bay ở chỗ nào đi tao biết, tao kêu gái tao lên mà như là lên thẻ lên nãy kia đó nó chuyển thẻ cho bay Thôi con xuống đây lấy luôn. Xuống đây lấy luôn. Bây giờ nó mày vô nhà tao, tao vô nhà mày vô lấy xuống tao cho luôn. Thẻ ở dưới kia với thẻ trên này sao chuyển được? Mày đâu? Ở đâu nó chuyển cũng được chứ? Ở dưới kia chuyển lên sao chuyển được? Ở đâu nó cũng chuyển có được á. Trên này đốt xuống dưới kia xài được thôi. Dưới nào? Ở đâu mày, ở đâu nó cũng chuyển được hết á. Dạ thôi giờ cũng trễ rồi. Bây giờ mày chịu lấy tiền tiền Việt Nam mình á, tiền Anh Ý. Anh ấy là có liền luôn á, anh ấy mà có cái biểu tượng mà có cái mão không, không kêu đổi cái mão không không thì Việt Nam thì thiệt chứ bộ. Thôi cũng trễ rồi, tụi con cũng hơi xin phép về để cho mà cô My ăn uống này kia, còn đi mà chặt chuối này kia nữa. Chị mà bốn đứa bay giờ cho ta cảm ơn bốn đứa bay nữa, tôi cho lại. Dạ rồi, cảm ơn cô My nhiều nha cô My. Dạ rồi.